Ok, anh chị nghe âm thanh rõ chưa ạ? Lời đầu tiên thì chúng ta gửi lời cảm ơn đến doanh nhân Trịnh Quốc Huy buổi tối ngày hôm nay đã có một cái phần chia sẻ khá là đặc biệt. Và nhờ những cái kiến thức ngày hôm nay mà chúng ta đã giác ngộ rất là nhiều điều và giúp cho chúng ta nhanh chóng đạt mục tiêu của mình. Và bây giờ chúng ta thực hành những cái thói quen trước khi ngủ. Thì thói quen đầu tiên các anh chị sẽ cùng nhau làm tiếp theo ha, là các anh chị hãy viết 5 cái điều mà bạn cảm ơn trong cái ngày hôm nay. Anh chị viết ha, viết 5 điều mà anh chị rất là biết ơn trong ngày hôm nay nó đã đến với cuộc đời của mình. Nếu như trong ngày hôm nay mình chưa có cảm nhận được thì mình cứ liệt kê lại trong một tuần này ha, trong một ngày hôm nay. Các anh chị sẽ có 3 phút để các anh chị viết được 5 điều, và anh chị viết làm sao mà mình phải cảm thấy được, mình phải cảm nhận được cái cảm xúc biết ơn nó dội, nó rất là nhiệt huyết trong người của mình. Ok không ạ? Viết làm sao mà sinh ra được cái cảm xúc, rõ không ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau viết trên giấy nha, theo sẽ mở nhạc cho các anh chị cùng viết với nhau.
Thói quen đầu tiên, cái thói quen này á, là bản thân anh chị phải hạnh phúc được nha. Rồi, qua thói quen số 2, đó là anh chị hãy liệt kê những việc mà mình cần hoàn thành cho ngày hôm sau với một cái trạng thái là mình đã hoàn thành xong nó rồi. Ok không ạ? Và vẫn rất là hạnh phúc, rất là rạo rực, rất là hào hứng. Sáng thức dậy lúc mấy giờ? Có tràn đầy năng lượng không? Có nhiệt huyết không? Mặc bộ đồ gì để bắt đầu ngày mới? Và mình làm cái gì đầu tiên? 7 giờ đến 6 giờ đến 8 giờ hoặc là đến nửa buổi cho đến trưa mình làm cái gì? Buổi chiều mình sẽ xử lý cái gì? Buổi chiều tối là mình xử lý cái gì quan trọng? Buổi tối là mình hoàn thành cái gì? Và tiền của mình về bao nhiêu tiền mỗi ngày? Xong xuôi hết luôn. Và rất là hào hứng, rất là nhiệt huyết, rất là vui vẻ. Được không anh chị ơi? Ok. 5 phút cho bạn. Bắt đầu.
5 phút để chúng ta lên một cái những cái việc mà chúng ta hoàn thành cho cái ngày 15 ngày hôm sau. Và các anh chị thấy mọi thứ nó dễ dàng hơn ạ. Và để mà nó dễ dàng hơn nữa thì chúng ta cùng nhau hình dung, tưởng tượng một chút xíu ha. Hình dung chúng ta sẽ đưa cái những cái việc mà chúng ta đã hoàn thành rồi á vào trong cái tâm trí của mình, và cái gì có ở trong đầu á thì nó sẽ xảy ra bên ngoài dễ hơn. Rồi bây giờ các anh chị sẽ có 3 phút thôi, các anh chị hình dung từ lúc mà anh chị thức dậy cho đến cái lúc mà anh chị kết thúc cái ngày anh chị đã hoàn thành những cái việc gì. Rồi anh chị nói chưa ạ? Hình dung làm sao mà cảm thấy rạo rực thì càng tốt ha. Chỉ có 3 phút thôi. Rồi xin mời các anh chị ạ. Chúng ta còn 2 cái bước nữa nha.
Tuyệt vời các anh chị ha. Rồi, bây giờ các anh chị sẽ viết mục tiêu của tháng 6 năm 2023. 30 tháng 6 năm 2023. Tôi có lợi nhuận là bao nhiêu tiền? Lợi nhuận. Mục tiêu các anh chị, mục tiêu quan trọng nhất trong tháng 6 các anh chị là gì? Thì các anh chị hãy viết xuống 10 lần được không các anh chị ơi? Các anh chị sẽ có 5 phút để làm việc này nha. Ok. Dạ rồi. Mình sẽ có 3 phút thôi. 3 phút thôi các anh chị ha. Các anh chị nên viết 10 lần ha. Và anh chị nhớ nè, ngày 30 tháng 6 rơi vào ngày thứ mấy anh chị biết không? Anh chị phải biết là nó rơi vào ngày thứ mấy. Ở đây là ngày thứ 6 gần cuối tuần. Vào giờ nào? Chính xác là giờ nào các anh chị đạt được mục tiêu các anh chị? Vào ngày cuối tuần 30 tháng 6 thì câu lạc bộ có một cái chương trình đó, chính là chương trình ăn mừng thành công của tháng cũ và thiết lập mục tiêu của tháng mới. Thì cái ngày hôm đó các anh chị làm cái gì? Các anh chị hãy bây giờ chúng ta hãy viết cảm ơn. Anh chị hãy viết xuống cái lời cảm ơn. Cảm ơn vì mình tưởng tượng hôm nay là ngày thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 nè. Bây giờ mục tiêu mình đã đạt được rồi. Mình mới vừa đạt được mục tiêu rồi đó. Mình cảm thấy là rạo rực quá. Bây giờ mình muốn thể hiện cái lời cảm ơn. Mình muốn nói lời cảm ơn với ai đây? Mình nói cảm ơn như thế nào? Và hôm đó là các anh chị đang mặc cái đồ gì? Các anh chị đang làm cái gì? Và các anh chị cảm thấy nó sung sướng như thế nào? Hãy diễn tả cái cảm xúc ra. Diễn tả cảm xúc ra và hãy thể hiện cái sự biết ơn cái này được không ạ? Hai anh chị hãy làm tốt điều này. Hãy làm xuất sắc điều này nha. Rồi xin mời các anh chị sẽ có 3 phút cho các anh chị trải lòng ở đây ạ. 3 phút bắt đầu ạ.
Rồi các anh chị ha, vì thời gian nó cũng không có nhiều, thành ra Thiêu sẽ dừng lại đây. Mình sẽ còn 3 phút nữa thôi cho các anh chị làm đủ cái quy trình luôn. Quy trình cuối cùng á, là bây giờ các anh chị hãy hình dung. Hồi nãy giờ là mình viết cảm ơn rồi đúng không ạ? Bây giờ các anh chị hãy hình dung như là các anh chị đã đạt được cái mục tiêu các anh chị cái ngày thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023. Hôm nay là thứ 6. Các anh chị đạt chính xác cái mục tiêu của các anh chị. Trong khi là cái ngày khi mà các anh chị đặt ra đó, anh chị còn không biết làm như thế nào để đạt được nó, mà ngày hôm nay chính mắt của các anh chị nhìn thấy cái quả đó nó xuất hiện trong cái cuộc sống của mình. Mình không thể nào tưởng tượng được một cái người không có phương hướng, không có tư duy, không có kiến thức, không có danh vọng, không có xinh đẹp, không có địa vị giống như mình, không có được học cao học rộng, nhưng mà ngày hôm nay mình đã có thể tạo ra được một cái thành công bằng chính cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình, bằng chính cái sự mách bảo, bằng chính cái nguồn lực, tất cả mọi thứ đã đưa đường dẫn lối cho các anh chị ngày hôm nay, nên anh chị có được cái thành công đó. Các anh chị hãy hình dung tới đó đi ạ. Hãy hình dung đến cái cảnh mà các anh chị đạt được cái mục tiêu mà các anh chị không bao giờ nghĩ là các anh chị có thể làm được, và cái cảm xúc của các anh chị như thế nào, có hồi hộp mà có cảm nhận là nó xúc động ở em ạ. Các anh chị có cảm thấy cuộc đời mình quá may mắn khi mà mình biết đến những cái trí tuệ, những cái cách như thế này không ạ? Các anh chị có cảm thấy mình hạnh phúc không? Các anh chị có cảm thấy tự hào không ạ? Và các anh chị có thể tự hào nói với cha mẹ mình: cha mẹ ơi, con đã thành công rồi, con đã tìm ra được cái con đường đi cho mình rồi. Con của mẹ ơi, nếu như các anh chị có con cái, các anh chị hãy nói với con của mình: con ơi, mẹ đã tìm ra được một cái con đường đi cho mẹ rồi. Kể từ giây phút này trở về đi, cuộc sống của mẹ, cuộc sống của cha sẽ tự lập được, cha sẽ tạo ra được cái sự thành công cho mình, và cha sẽ lo được cho con. Con sẽ lo được cho cha mẹ một cuộc sống tốt nhất ở đây. Được không các anh chị ơi? Hãy hình dung đến cái khoảnh khắc đó. Cho có thể là ngày hôm nay các anh chị không có thấy gì cả, nhưng mà hãy hình dung tới nó, để nó sẽ trở thành cái đẩy cảm xúc lên, để nó có thể mang đến cái điều tuyệt vời đến cho các anh chị. Mọi thứ sẽ được sắp xếp theo một trật tự linh thiêng. Nếu như ngày hôm nay các anh chị chắc chứa được cái điều mà các anh chị mong muốn trong lòng, ok các anh chị, và mọi thứ nó sẽ dẫn lối cho các anh chị đi đến cái đích đó. Mời các anh chị 3 phút bắt đầu ạ. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our processes, our software.
Cảm ơn các anh chị đồng hành với Theo trong buổi tối ngày hôm nay. Và các anh chị có đẩy được cảm xúc mình lên không ạ? Nếu như các anh chị tìm kiếm được cái cảm xúc này và các anh chị chắc chứa bên trong người các anh chị, đó là cái việc đầu tiên mà các anh chị cần phải làm nếu như các anh chị muốn đạt được mục tiêu của các anh chị. Chúc cho tất cả anh chị đạt được tất cả mục tiêu mình trong tháng 6 năm 2023. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào chương trình buổi sáng vào lúc 4:30 sáng nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.